Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình đang có mặt tại quán cà phê BBQ Cối Xay Gió. Quán này địa chỉ ở đường Lý Nam Đế, Chư Sê. Và các bạn có thể đến và trải nghiệm nhé. Và quán này có đặc biệt là ai thích riêng tư và cảm giác thư giãn, yên bình thì hãy đến với quán này nhé. Quán này nằm giữa xung quanh toàn là những vườn cà phê và mùa này thì cà phê đang nở hoa nhé. Quán này thì cũng cách trung tâm Chư Sê hơi xa nhưng mà nó có cho mình những cái trải nghiệm thú vị nhé. Các bạn đến đây sẽ có những cái trải nghiệm riêng tư hoặc là những cái trải nghiệm lạ so với những cái quán khác. Và ở đây thì quán này được chủ người ta đầu tư cũng khá là nhiều. Cây xanh và những cái thứ này thì người ta đầu tư rất là lâu rồi. Quán này thì mình được nghe nói là mở khai trương từ ngày Noel của năm vừa rồi nhé. Và hoạt động đến đây thì chắc khoảng hơn một tháng. Đi vào một đoạn phía bên trái là cái bàn order và mình sẽ order đặt món và mình sẽ thanh toán tiền trước luôn và sau đó nhân viên sẽ để phục vụ cho mình nhé. Và đây chính là biểu tượng của quán Cối Xay Gió. Đấy là chính là một chiếc cối xay gió mô hình tượng trưng làm cũng rất là cầu kỳ nhé. Và mình đi thêm một đoạn nữa phía bên trái thì tiếp theo là một phía trong là cái phần và mình order đồ BBQ, đồ nướng và đồ nhậu nhé. Mình sẽ order bên đồ nhậu phía bên này và sẽ được phục vụ phía bên đó. Và đi tiếp vào phía trong thì các bạn thấy một cái hồ cá coi, cá coi thì cũng ít nhưng mà mình có thể thích thì mình sẽ chọn một cái bàn cạnh hồ và mình ngồi uống cà phê. Và phía bên phải thì là khu vực dành cho giống như là BBQ, đồ nướng và nhậu phía bên này nhé. Và mình đi vào phía trong thì tối nay khách cũng khá đông. Và ở giữa phần giữa thì sẽ có một cái lò than, lò sẽ để than sẵn ở trong để phục vụ cho đồ nướng hay là mình sẽ ngồi xung quanh nhé, vì nếu mà trời lạnh. Nhìn sơ sơ thì không gian quán cũng rất là ok nhưng mà mỗi cái là hơi xa với trung tâm nên là cái khoảng đường đi vào nó hơi xa nhé. Đồ ăn, đồ uống ở đây thì cũng ok, nói chung là khẩu vị mình thì mình chấm cũng là ok, còn mỗi người thì một vị nhé. Các bạn xem video thì nhớ ủng hộ cho mình một like và bấm đăng ký kênh để xem tiếp những video tiếp theo của mình nhé. This life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human.